Hợp đồng cho thuê mặt bằng không đề cập việc Thế Giới Di động tự ý muốn giảm bao nhiêu thì giảm, kể cả trường hợp bất khả kháng. Dù sẵn sàng giảm 50%, nhưng vì Thế Giới Di động tự ý giảm 70-100%, nên nhiều chủ nhà cảm thấy không được tôn trọng. Là chủ nhà cho Thế Giới Di động thuê, chị TB thành phố Thủ Đức chia sẻ, lúc trước có nhiều bên ngỏ ý muốn thuê giá 150 triệu đồng mỗi tháng, trả liền cả năm nhưng vẫn chọn cho Thế Giới Di động thuê giá rẻ hơn 30 triệu đồng và trả theo quý, vì tôi nghĩ Thế Giới Di động là doanh nghiệp tầm cỡ, cứ xử xứng tầm chứ không có chuyện lèm nhèm. Nhưng đến khi nhận công văn ra lệnh giảm giá thuê theo ý của họ, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, lạ đời. Họ đòi giảm 100% là quá vô lý, vì kể cả trong thời gian thành phố giãn cách thì họ vẫn dùng mặt bằng để chứa tài sản, vẫn có nhân viên hoạt động, hỗ trợ hàng hóa cho kênh online. Nếu biết trước có ngày hôm nay tôi sẽ không cho Thế Giới Di động thuê. Trước đó, Thế Giới Di động gửi công văn gửi quý đối tác mặt bằng 2 tháng 8. Thông báo sẽ không thanh toán 70% khi cửa hàng bị hạn chế bán hàng để phối hợp phòng chống dịch, không thanh toán 100% lúc đóng cửa hoàn toàn theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Đồng thời tiền thuê đã thanh toán sẽ cấn trừ vào các kỳ thanh toán tiếp theo. Thế Giới Di động xác nhận với Tuổi Trẻ Online có văn bản trên và không bình luận thêm. Cũng nhận được công văn trên, dù không trả lời đồng ý, nhưng đến nay gia đình bà BL, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được tiền cho thuê mặt bằng của 2 tháng 8 và 9 năm 2021. Hiện đang trong kỳ thanh toán tháng 10. Theo tài liệu hợp đồng do bà BL và nhiều chủ nhà khác cung cấp cho Tuổi Trẻ Online, không xuất hiện điều khoản phí chủ nhà phải miễn giảm phí thuê theo tỷ lệ do bên đi thuê quy định, kể cả trường hợp bất khả kháng. Ông TKM là chủ nhà chia sẻ, họ gửi công văn sốc hông, ra lệnh, nghĩ chủ nhà thất thế nhưng tôi không nghèo. Nếu lúc trước họ thương lượng tử tế thì tôi sẵn sàng giảm 50% phí thuê nhà trong thời gian giãn cách theo chỉ thị 16, giờ thì một đồng cũng không.